Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, có hành động phản cảm tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người đàn ông này hiện là phó trưởng một bang thuộc Ủy ban Mạng trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 3 tháng 6 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Nam Tiến cho biết, sáng cùng ngày đã tổ chức họp hội đồng để tiến hành kỷ luật đối với cán bộ này theo quy trình. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, cởi áo quần dài rồi la ó phản cảm tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tại đây, vì cán bộ này liên tục chửi bới, quậy phá, gây náo loạn cả khu vực bến thuyền, mặc cho nhân viên bến thuyền và nhiều người có mặt tại đó can ngăn. Sự việc này xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 5, trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương và du khách. Hành động của người đàn ông này sau đó đã bị nhiều người có mặt ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 1 tháng 6 đã yêu cầu cán bộ này viết bản kiểm điểm, tương trình lại toàn bộ sự việc. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, sự việc xảy ra lúc ông đi công tác nên đã chỉ đạo cán bộ này làm kiểm điểm từ đêm 1 tháng 6. Ngày 3 tháng 6, cơ quan vẫn họp để thành lập hội đồng kỷ luật và xử lý theo quy trình, quy định. Hội đồng kỷ luật sẽ trình bày đưa ra hình thức kỷ luật thích hợp đối với cán bộ này. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanh vn và trên kênh youtube Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube Báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.